Xe đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Trong video này, xin giới thiệu và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Fascino W 400 New. Vâng, Fascino W 400 New, xe đạp địa hình. Đây là sản phẩm mới nhất từ hãng Fascino, số đã về đủ màu. Và trong video này, xin giới thiệu và bán tới bạn Fascino W 400 New hiện đang có 4 màu. Đó là màu đen đỏ, màu ghi đỏ, màu đen xanh lá và màu trắng đỏ, rất đẹp. Và từng màu sắc, shop sẽ làm review giới thiệu chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem màu đó. Và đến với shop xe đạp thể thao VIP.com, mua xe đạp rất đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng. Mua xe online dù bạn ở bất cứ nơi đâu vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop mua xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông, để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, xin giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp thể thao, xe đạp địa hình Fascino W 400 New. Với cấu hình khung thép cường lực, và khung thép cường lực sơn tĩnh điện, sơn công nghệ ô tô, nhiều lớp bóng đẹp và chất sơn rất chất luôn, tem nước. Và với thiết kế tem rất là nổi bật MTB, Monteba, W 400 New. Với khung thép cường lực rất cứng và kiểu dáng dập khung 8 cạnh này, rất chất lượng luôn. Xe được trang bị đầy đủ chắn bùn cũng như là ba ga bằng thép có lắp bật đây. Cọc yên Fascino, yên Fascino, yên mút bọc da và một chiếc yên rất là chất lượng, êm. Phô tăng bằng hợp kim nhôm, tay lái của hãng Fascino cũng có sẵn tay sườn. Phuộc Fascino, phuộc giảm sóc cơ bánh 24 inch với vành nhôm hai lớp Fascino, lan hoa bằng thép, sử dụng cặp mê ơ bằng nhôm, mạ màu vàng, trục tháo lắp nhanh bánh trước với sau, sử dụng lốp 24x2.125. Fascino W400 New sử dụng phanh đĩa trước sau với củ phanh của hãng Tony bằng hợp kim nhôm, đĩa phanh bằng thép đường kính 160. Xe đang được trang bị bộ chuyển động Shimano với tay đề số Shimano EF500. Tay đề đĩa có 3 số điều khiển bộ đu đĩa 3 tầng đĩa. Tay đề lip có 7 số điều khiển bộ lip có 7 tầng. Xe đang được lắp gạt đĩa Shimano Touray TZ, gạt lip Shimano Touray TZ nít 7 tầng của hãng Kangjin. Xích sử dụng xích của hãng Nagrao, xích D. Bộ đồ đĩa bằng thép của hãng Fascino có chăn đĩa, 3 đĩa cốt vuông và sử dụng cốt giữa là bi bạc đạn, đạp rất nhẹ. Và với Fascino W400 New này phù hợp sử dụng với học sinh ở lứa tuổi cấp 2, tức là có chiều cao ở lứa tuổi cấp 2, hoặc các bạn nữ có chiều cao khiêm tốn thì sử dụng Fascino W400 New này hoàn toàn phù hợp. Đây là màu ghi đỏ bạn nhé, màu ghi đỏ rất trẻ trung và đẹp. Và bạn còn câu hỏi cần tư vấn thêm hãy liên hệ trực tiếp với shop và số điện thoại hotline 0983315936. Cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com vào khung giờ rất quen thuộc 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.